Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị và các bạn thân mến, có 6 điều không nên nói để cuộc sống trọn vẹn từ gia đình đến sự nghiệp. Sức mạnh của lời nói chưa bao giờ là nhỏ bé. Chính vì vậy, người khôn ngoan luôn thận trọng và tránh nói đến 6 điều dưới đây. Người xưa vẫn thường nói, phúc từ tâm mà đến, họa từ miệng mà ra. Sức mạnh của lời nói chưa bao giờ là nhỏ bé. Tôn Tử từng nói, tặng người lời nói quý như châu báu, hại người bằng lời hơn cả kiếm giáo. Miệng người lợi hại tựa như đao kiếm sắc bén, lời vừa nói có thể tạo phúc nhưng cũng có thể gây ra việc tổn đức. Vậy nên, người khôn ngoan là người biết giữ mồm giữ miệng. Bạn sẽ không bao giờ nghe họ nói 6 điều sau đây. Thứ nhất, người khôn ngoan không nói dối. Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, người chân thật không nói lời giả dối. Những người khôn khéo là người chân thật và nhất quyết không làm việc gì phải hổ thẹn với lương tâm. Chính vì vậy, họ không đánh lừa bất kỳ người nào để mưu cầu lợi ích cho mình. Bởi họ hiểu rằng những lời nói dối đôi khi không phải để hại người, mà nói dối cho vui, ba hoa nhưng đôi khi có thể rước họa vào thân. Dẫu lời nói dối xuất phát từ hảo tâm hay ác ý, đều là tạo nghiệp, làm tổn hại danh dự và hạ thấp bản thân. Thêm nữa, một người đã nói dối thì sẽ rất khó dừng lại. Bởi vì để che giấu những lời nói dối, người đó bắt buộc phải chất chồng thêm những lời nói dối khác. Điều này tựa như vũng bùn, càng lún sâu và kết cục là chính họ bị chìm trong những kết cục không mấy tốt đẹp. Thứ hai, người khôn ngoan không nói lời phàn nàn. Lỗ Tấn từng nói, thường thì mọi người đều bắt đầu phàn nàn, mọi thứ sẽ xấu đi theo chiều hướng phàn nàn của anh ta mà thôi. Kêu ca phàn nàn thực ra không giúp ích gì nhiều cho bạn, phàn nàn giống như đổ nước vào giày. Điều này sẽ ngày càng khiến bạn cảm thấy khó chịu hơn. Thay vì phàn nàn, tốt hơn hết, bạn cần tự nhìn lại bản thân. Thay vì phàn nàn về bóng tối, bạn nên tiến về phía trước có ánh sáng. Thứ ba, người khôn ngoan không ba hoa khoác lác. Người ba hoa khoác lác thường là có lòng hư vinh mạnh mẽ. Những người này bình thường rất thích khoe mẽ, nhưng khi có cơ hội để thể hiện, họ lại cho thấy mình chỉ là thùng rỗng kêu to. Một người tài giỏi thực sự luôn giữ thái độ khiêm tốn. Khi đã quyết tâm đạt được điều gì đó, họ lặng lặng làm việc của mình. Tuyệt đối không khua chiêng gõ trống cho người khác biết. Họ hiểu được rằng, nói trước thì bước không qua. Thay vì mạnh mồm mạnh miệng, họ sẽ làm một cách chắc chắn và trở thành một người đáng tin cậy. Thứ 4. Người khôn ngoan không nói khi tức giận. Khi ở trạng thái tức giận, bạn thường đánh mất lý trí và nói ra những lời khó nghe. Điều này có thể làm tổn thương người khác, gây hậu quả khó lường. Vì thế, người khôn ngoan nhận thức được rằng, khi đang ở trạng thái tức giận, tốt nhất nên bình tâm, không nói năng tùy tiện. Bên cạnh đó, một người khi không hài lòng, bất mãn, thường sẽ nói những lời trách móc. Người bị oán trách sẽ vì những lời nói cay nghiệt đó mà khắc sâu trong tâm, thậm chí làm ra những việc không thể vãn hồi lại được. Một người nếu gặp chuyện, luôn oán trời trách đất, oán trách người khác, không thể nhận rõ chính mình, thì vĩnh viễn không thể trưởng thành được. Người hễ gặp chuyện là tìm nguyên nhân và đổ cho khách quan, luôn trách cứ người khác thì cũng khó đạt được thành công. Thứ năm, người khôn ngoan không nịnh nọt. Người với người chung sống với nhau, sự chân thành là quan trọng nhất. Một mực tông bốc người khác sẽ chỉ làm cho đối phương xem thường bạn. Vì vậy, mọi lời khen ngợi đều nên xuất phát từ trái tim, chứ không phải là những lời giả vờ cốt chỉ để lấy lòng người khác. Cuộc sống con người quá ngắn ngủi, không nên vì mong muốn lấy lòng người khác mà làm những việc, nói những điều trái với lương tâm. Thật tâm mới có thể đổi được tấm chân tình. Thứ sáu, người khôn ngoan không nói xấu sau lưng. Người đâm bị thóc, chọc bị gạo là kiểu người thường bị ghét bỏ. Nhiều người luôn than thở mình bận rộn, nhưng lại có thời gian để đi bình phẩm và đánh giá khiếm nhã về cuộc sống của người khác. Nhìn thấy mà không nói, đôi lúc là điều thông minh nhất của đời người. Một người khôn khéo sẽ không nhiều lời vào chuyện của người khác. Quý vị thân mến, gia đình hội tụ đủ 3 điều này, vận may tự tìm đến,
con cháu hưởng phước lành, ai cũng nên biết để càng sống càng viên mãn. Gia đình nào sở hữu ba điểm vàng này như một dự báo về một tương lai đầy phước lành, con cháu hưởng an nhàn. Hành vi của mỗi cá nhân đều ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình. Một việc làm tốt của từng cá nhân thường ẩn chứa những phước lành của con cháu. Những phúc họa của hiện tại không chỉ tác động đến cuộc sống hôm nay mà còn ảnh hưởng đến những thế hệ tiếp theo. Con người không tránh khỏi quy luật nhân quả, ác hữu, ác báo. Vậy nên, để có được phước lành không chỉ là câu chuyện của hiện tại, đó còn là sự tích lũy của việc thiện của thế hệ trước. Nếu gia đình bạn hội tụ ba điều này, thì tương lai con cháu gặp nhiều may mắn, phước lành tự tìm đến. Thứ nhất, cha mẹ biết giáo dục con cái. Nhiều gia đình giàu có thường cho rằng miễn là thừa kế tài sản cho con cháu mình thì đời sau cũng sẽ khá giả. Chỉ cần họ sống tiết kiệm, phú quý ba bốn đời cũng không thành vấn đề. Ý tưởng này không khác gì tự tay ném tiền qua cửa sổ. Bởi ai biết trước được rằng thế hệ sau sẽ trân trọng, tiêu xài tiết kiệm với số tiền được để lại. Thế nên, tất cả những gì cha mẹ có thể làm hôm nay để có thể duy trì khối tài sản của gia đình mình, đó là làm tốt công tác giáo dục. Được nhiều người gọi với danh xưng vua pha lê của Trung Quốc, Tào Đức Vượng là người sáng lập kiêm chủ tịch của tập đoàn Fuyao Group, đứng đầu đất nước tỷ dân và đứng hai thế giới trong lĩnh vực chế tạo kính ô tô. Ông có người con trai sinh năm 1970, tên là Tào Huy. Dẫu là con trai tập đoàn lớn, nhưng trước khi được nắm vị trí chủ chốt trong công ty, ông đã yêu cầu anh ta phải bắt đầu từ một người công nhân, làm những công việc nặng nhọc trong xưởng thủy tinh. Không phản đối sự sắp xếp của cha, ngay khi vào xưởng, anh đã ăn ngủ với những người công nhân khác mà không có sự phân biệt. Phải đánh đổi những năm tháng gian khổ để có được những thành tựu như hiện tại. Tào Đức Vượng hiểu rằng, điều quan trọng trong việc dạy con là để chúng học cách chịu đựng gian khổ nhằm rèn luyện ý chí tính cách. Không làm cha thất vọng, sau khi làm đủ công việc tay chân, Tào Huy chuyển sang thực tập tại trụ sở doanh nghiệp, tiếp đến trở thành tổng giám đốc Fuyao chi nhánh Bắc Mỹ. Sau khi lên nắm quyền, anh đã giúp lợi nhuận của công ty tăng gấp nhiều lần. Thứ hai, năng lực của thế hệ kế cận được đề cao. Như đã đề cập ở trên, đối với một gia đình, thay vì để lại tiền bạc, bạn nên thừa kế năng lực của những người tiên phong. Bởi có tiền mà không có năng lực thì sớm muộn gì họ cũng làm hỏng cơ đồ. Vì thế, tiền phải đi liền với trí thức mới thực sự duy trì được phú quý. Hiện nay, nhiều cha mẹ thường nuông chiều con cái như những hoàng tử, công chúa nhỏ. Thật tiếc, thực tế cho thấy phần lớn những đứa trẻ như vậy đều trở nên hư hỏng do sự bao bọc của cha mẹ. Với những cha mẹ biết nhìn xa trông rộng, họ sẽ để chúng được rèn luyện và vấp ngã. Họ sẵn sàng để con có cuộc sống khó khăn, để có được kinh nghiệm, bởi những thế hệ đi trước cũng phải trải qua những ngày tháng như vậy trước khi có được thành công như hiện tại. Cổ nhân từng nói, chưa biết kiếm ra tiền, sao biết đời khó khăn? Chưa bước chân ra ngoài, sao biết những bất công đang tồn tại? Bởi vậy, chỉ khi trải qua vô số những vấp ngã của cuộc đời, thế hệ thứ hai mới thực sự thoát ra được vùng an toàn của bản thân để trở thành đại bàng vụt bay trên bầu trời, chứ không phải chú chim non chỉ biết tìm nơi ẩn trú. Thứ ba, đức hạnh của gia đình được duy trì. Nếu nói sự rèn luyện và năng lực của các thành viên là mấu chốt, thì đức hạnh là nền tảng của sự phát triển của một gia đình. Người xưa thường nói, đức không có ắt gặp tai họa. Chữ đức ngày nay bị nhiều người xem nhẹ. Tuy nhiên có lẽ họ quên rằng chức năng thực sự của chữ đức là giúp điều chỉnh quy tắc ứng xử của con người để không làm những việc xấu. Một người có đạo đức sẽ không bao giờ làm những điều ngông cuồng, bởi họ hiểu được rằng khi hành động như vậy, bạn sẽ trở thành mục tiêu của những điều đen đủi, may mắn sẽ khó tìm đến. Vì thế, làm người cần tu dưỡng đạo đức, bớt làm những điều sai trái. Theo cách này, bạn có thể duy trì phước lành cho bản thân và thế hệ tương lai.